Xin chào các bạn. Thì video ngày hôm nay em muốn hướng dẫn cho các bạn cách đưa trang web GAA Lifestyle ra màn hình chính điện thoại của các bạn để các bạn đăng nhập tài khoản nó nhanh hơn và thuận tiện hơn. Thì mọi người hãy theo dõi thật kỹ cách làm và hướng dẫn của em nhé. Ok, thì đầu tiên thì mọi người sẽ vào trình duyệt Satari cho em. Sau đó mọi người nhập cho em cái chỗ tìm kiếm từ khóa app .gaalifestyle.com viết liền không dấu mọi người nhé. Sau đó mọi người ấn đi. Ok, đây là trang web của cái GAA Lifestyle. Vậy thì bây giờ chúng ta đưa cái trang web GAA Lifestyle này ra màn hình chính điện thoại của các bạn. Thì mọi người nhìn cho em ở cái phần dưới cùng có cái mũi tên xanh xanh, có cái mũi tên màu xanh, thì mọi người ấn cho em vào cái mũi tên màu xanh này. Ok, sau đó thì mọi người nhìn cái từ sao chép đúng không ạ? Mọi người kéo cái tay từ trái qua phải cho em. Đấy, thì mọi người nhìn thấy cái biểu tượng dấu cộng đây này. Đó là thêm vào màn hình chính. Thì mọi người sẽ ấn cho em cái từ thêm vào màn hình chính. Ok, đấy. Thì mọi người có thể là đổi tên nha. Không, nếu như mọi người không thích viết GAA Lifestyle, mọi người thích mèo xinh, mèo đẹp hay là chính tên của các bạn cũng ok nhé mọi người nhé. Thì em để em giữ nguyên. Sau đó thì mọi người ấn cho em cái phần thêm này ở góc phải trên cùng nhé. Mọi người ấn thêm. Ok. Như vậy thì mọi người thấy được cái trang web GAA Lifestyle đã được đưa ra màn hình chính điện thoại của các bạn. Thì giúp cho chúng ta đăng nhập tài khoản nó nhanh hơn và thuận lợi hơn đúng không ạ? Ok, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng nhập vào nhé. Thì mọi người ấn vào biểu tượng GAA Lifestyle này. Ok, sau đó để chúng ta đăng nhập vào tài khoản GAA Lifestyle thì mọi người nhìn cho em cái ba dấu gạch ở góc phải trên cùng cho em, thì mọi người chọn cho em. Sau đó mọi người chọn login cho em. Ok, thì mọi người nhìn cái từ dịch tiếng Việt và tiếng Anh thì mọi người ấn tắt cho em nhé. Ok, thì mọi người ấn ba dấu gạch ở góc phải trên cùng này. Đấy, sau đó thì mọi người chọn login cho em. Ok, sau đó thì mọi người nhập cho em cái username là tên người dùng và password mật khẩu nhé. Ok, sau khi mà chúng ta điền tên người dùng rồi và mật khẩu rồi thì mọi người nhìn thấy cái ô trắng trắng là Gmember, thì mọi người tích vào cái dấu V cho em để đến lúc mà chúng ta đăng nhập lần sau thì chúng ta chỉ cần ấn login là ok rồi. Chúng ta ấn login này. Ok, như vậy thì em đã đăng nhập vào cái tài khoản của em thành công rồi. Đấy, thì mọi người muốn chọn ngôn ngữ nào thì mọi người chọn ngôn ngữ nhé. Thì mọi người nhìn cái chữ xem trang này bằng tiếng Việt thì mọi người ấn tiếng Việt nhé. Thì mọi người chỗ dịch và tắt thì mọi người tắt cho em để nhìn cái chỗ cho nó dễ đúng không ạ. Nếu như mọi người chọn ngôn ngữ này mọi người ấn tiếng Việt đúng không ạ. Đây, sau đó mọi người ấn xong này. Đấy, thì nó sẽ ra tiếng Việt đây. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay và kiếm được 1.000 đô mỗi năm và nhận cổ phiếu tương lai này. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Hiện tại thì cái tiền thưởng quảng cáo hàng năm của em là 22.000 đô và cái tiền thưởng cho lối sống hàng tháng là 915 đô. Còn cái liên kết giới thiệu của tôi đây này là sao chép đường dẫn, nhưng mà mọi người phải để chế độ tiếng Anh thì mọi người mới copy được cái đường link để giới thiệu cho người khác nhé. Khi mà chúng ta giới thiệu cho người khác thì chúng ta sẽ nhận được 10 đô nhé. Và khách hàng của mình giới thiệu họ cũng được nhận được 50 đô và 1.000 đô quảng cáo nhé. Ok, hiện tại thì cái giá của nó là cái giá cổ phiếu là 0,16. Thì mọi người có thể ấn vào đây, nhấn vào đây để xem giá trị FS này. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ?
Đấy, 0,16 rồi này. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đã hơn 600.000 trên toàn cầu, trên thế giới rồi. Ok, thì chúng ta hãy thúc đẩy đóng góp cộng đồng cho GAA LifeSite nhanh chóng đạt 10 triệu thành viên để chúng ta có thể là rút được tiền nhé mọi người nhé. Ok, đấy thì em cũng sẽ cho mọi người xem cái đội đội nhóm của em làm sau 3 ngày này. Thì mọi người ấn vào ba gạch này. Sau đó mọi người ấn vào account này. Sau đó mọi người ấn cho em phần My Team này. Đấy, sau đó mọi người kéo xuống này. 423 thành viên trong hệ thống của em rồi, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Ok, thì bây giờ em sẽ thoát ra màn hình chính này. Ok, để chúng ta sao chép đường link giới thiệu cho người khác thì mọi người có thể vào ba dấu gạch góc phải trên cùng cho em. Sau đó mọi người ấn vào cái từ account này. Sau đó mọi người ấn cho em cái từ overview này, là nghĩa là tổng quát, thì mọi người ấn cho em. Ok, sau đó mọi người kéo xuống này. Đấy, mọi người kéo xuống nhá. Thì nó hiển thị cái từ copy link như này, nó bằng tiếng Anh thì mới có thể sao chép được nhá, để chúng ta giới thiệu cho người khác, để chúng ta nhận 10 đô và khách hàng cũng nhận được 50 đô và 1.000 đô quảng cáo. Ok không ạ? Ok, như vậy em cũng đã hướng dẫn cho mọi người cách đưa trang web GAA LifeSite ra màn hình chính điện thoại của các bạn, để giúp cho các bạn đăng nhập tài khoản nó nhanh hơn và dễ dàng hơn. Ok, mọi người nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất của mình nhé. Xin chào.